Hôm nay chúng ta cùng tô con hạc này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô đám mây trước. Tiếp theo sẽ tô bụi cỏ. Tiếp theo sẽ tô con hạc hồng. Mỏ mình sẽ tô màu đỏ. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tô quả chanh màu vàng.
tiếp theo sẽ được tô cái tai nghe này, mình sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô chú lạc đà này với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mây trước. Theo mình sẽ tô tai. Mũi lạc đà mình sẽ tô màu nâu. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.